Khám phá quân sự xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ông Dwight D. Eisenhower là một vị tướng cao cấp và là vị tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, là nhà lãnh đạo quân sự của các lực lượng đồng minh tại châu Âu trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Tướng Dwight Eisenhower là vị tư lệnh tối cao của lực lượng viễn chinh đồng minh. Ông đã chỉ huy cuộc đổ bộ lên khu vực bờ biển Normandy thuộc nước Pháp vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Nhờ vậy, các đạo quân đồng minh đã đánh bại lực lượng Đức Quốc xã, khiến cho nước Đức Quốc xã phải đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945. Tướng Eisenhower từng có hơn 30 năm kinh nghiệm quân sự, nhưng ông đã trải qua hơn 50 năm đầu không có nổi tiếng. Ngay cả trong binh chủng lục quân, ông Eisenhower đã không được nhiều người biết tới. Nhưng từ khi Thế chiến thứ hai xảy ra, ông Eisenhower đã lên chức với tốc độ khác thường. Là một trung tá vào năm 1941, ông trở thành đại tướng 5 sao vào năm 1945. Vào năm 1950, Tổng thống Harry Truman đã bổ nhiệm tướng Dwight D. Eisenhower làm tư lệnh các lực lượng Bắc Đại Tây Dương. Và như vậy, tướng Eisenhower là một nhà lãnh đạo một lực lượng quân sự nhiều quốc gia rất lớn trong thời bình. Tài năng của tướng Eisenhower là khiến cho nhiều người với quá trình khác nhau có thể cùng hợp tác với nhau vì một mục tiêu chung. Như vậy, ông Eisenhower được kể là một nhà chiến thuật có tài quan sát và nhà chính trị quản trị hành chính khéo léo. Nhiều người trên thế giới đã yêu mến tướng Eisenhower và thường gọi ông một cách thân mật là Ike. Và ngay bây giờ hãy cùng với Khám phá quân sự tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của vị tướng tài ba này nhé. Chỉ huy các chiến trường tại châu Phi và nước Ý. Trong các tuần lễ đầu tiên tại London, tướng Eisenhower đã tham dự các cuộc tranh luận về chiến lược rất lớn lao và quan trọng. Theo lời hướng dẫn của tướng Marshall, tướng Eisenhower đã thúc giục Bộ Tham mưu phối hợp CCS gồm các tướng lĩnh hàng đầu của nước Anh và các tướng Mỹ nên chủ liệu một chương trình đổ bộ lên nước Pháp vào năm 1943, hoặc nếu cần, một cuộc đổ bộ mạo hiểm vào năm 1942 nếu nước Nga bị loại ra khỏi phòng chiến. Nhưng người Anh vào thời bấy giờ lại muốn đổ bộ lên Bắc Phi, một công tác dễ dàng hơn nhưng không mang lại các kết quả đáng kể. Đã có nhiều bất đồng giữa các vị tư lệnh Anh và Mỹ về các chiến lược sắp đến, trong khi đó Tổng thống Franklin Roosevelt ngả về phía người Anh. Sau đó, Bộ Tham mưu phối hợp CCS đã chọn tướng Eisenhower chỉ huy chiến dịch bó đuốc, giao cho ông toàn quyền điều khiển các lực lượng hải quân, lục quân và không quân. Đây là đường lối chỉ huy thống nhất, có nhiều quyền hành hơn của thống chế Foch đã sử dụng năm 1918 trong Thế chiến thứ nhất. Cuộc đổ bộ lên Bắc Phi bắt đầu vào ngày 8 tháng 11 năm 1942 và các lực lượng của tướng Eisenhower đã lên bờ gần Casablanca. Tại nơi này, lực lượng của chính phủ Vichy thuộc Pháp đã chống cự. Tướng Eisenhower đã thương lượng với tư lệnh Pháp Đô đốc Jean Dalan cho ông này quyền kiểm soát dân sự tại miền Bắc Phi để đổi lấy được sự cộng tác của người Pháp chống lại quân Đức Quốc xã. Vị tướng Dalan trước kia đã chống Do Thái và đã cộng tác với quân Đức, nên cách dàn xếp trên đã bị phản đối dữ dội. Nhưng mà tướng Eisenhower đã qua khỏi cơn bão táp do nhấn mạnh rằng việc thương lượng chỉ có tính cách tạm thời và chuyên về mặt quân sự. Trên trận địa của châu Âu, tướng Eisenhower cố gắng tiến quân về phía đông tới tận xứ Tunisia trước khi quân Pháp lập căn cứ tại nơi đây. Nhưng cuộc hành quân kể trên đã gặp thất bại. Vào tháng 2 năm 1943, lực lượng quân Mỹ cũng bị tấn công bất ngờ trong trận Catherine Pass. Tới tháng 5 năm 1943, tất cả quân đội Đức Quốc xã tại châu Phi đầu hàng. Tới lúc này, Eisenhower được gắn thêm một ngôi sao nữa. Đây là cấp bậc cao nhất trong lục quân Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Đại tướng 4 sao Eisenhower đã chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ và cả lộ quân thứ 8 của tướng Montgomery của nước Anh. Công việc chỉ huy này rất khó khăn. Tướng Eisenhower phải vừa là một nhà ngoại giao, vừa là một người đặt kế hoạch khôn khéo, làm sao tạo nên được sự thống nhất trong số các tướng lĩnh của nhiều quốc gia, vì các viên tướng này đều ngang bướng và hay nói thẳng. Qua tháng 7 năm 1943, hầu như toàn thể bán đảo Ý đều được giải phóng bởi lực lượng đồng minh, dù cho một số quân đội Đức Quốc xã đã trốn thoát. Trong khi đó, tướng Eisenhower cũng chỉ huy các thương lượng kín đáo để nước Ý phát xít đầu hàng. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1943, lực lượng quân sự của tướng Eisenhower đánh lên Salerno. Quân đội Đức chiếm đóng tại đây đã phòng thủ cẩn thận từ trước trong các miền núi đá, nên đã tiến bộ rất chậm chạp
và trong khi các cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn, tướng Eisenhower được lệnh phải rời khỏi nước Ý về London để chỉ huy các lực lượng sắp đổ bộ lên bờ biển của nước Pháp, điều khiển cuộc đổ bộ lên đất Pháp. Vào năm 1943, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã thiết lập một bộ tham mưu phối hợp để dự trù việc đổ bộ lên châu Âu, khi đó còn bị các lực lượng Đức quốc xã chiếm đóng. Hai nhân vật được đề nghị đứng ra tổ chức cuộc đổ bộ lớn lao này là tướng Marshall và tướng Eisenhower. Nhưng Tổng thống Franklin Roosevelt không muốn tướng Marshall đi xa các công việc chính yếu tại thủ đô Washington. Vì vậy, vào tháng 12 năm 1943, Tổng thống Roosevelt đã bổ nhiệm tướng Eisenhower làm chỉ huy tối cao của lực lượng viễn chinh đồng minh tại châu Âu. Khi đại tướng Dewey, Eisenhower lãnh nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh tối cao của lực lượng viễn chinh đồng minh, Sharp, ông nhận thấy mình đang chỉ huy một lực lượng quân sự lớn nhất từ xưa tới nay, và lực lượng đồng minh này đang chủ tính một kế hoạch hành quân gọi là chiến dịch Overlord, vượt qua biển Channel của nước Anh vào đầu tháng 6 để chiếm miền đất Normandy thuộc phía bắc của nước Pháp. Và đây sẽ là một cuộc tiến chiếm thủy vận lớn nhất trong lịch sử. Vào ngày đầu tiên của chiến dịch, hơn 156.000 người sẽ đánh vào bờ biển với 6.000 tàu thuyền yểm trợ dưới nước, và trên không có hàng ngàn máy bay đủ loại tấn công nước Đức. Để tổ chức một lực lượng quân sự vĩ đại này, tướng Eisenhower đã có một bộ tham mưu gồm 16.312 sĩ quan và hạ sĩ quan sẽ phải phối hợp các lực lượng bộ binh và hải quân của Hoa Kỳ, của nước Anh với các đồng minh khác, làm sao cho tất cả cùng tiến tới như một sức mạnh vũ bão. Trong công tác trọng đại này, tướng Eisenhower đã trông cậy phần lớn vào hai nhân vật. Tướng Marshall sẽ ủng hộ ông trong suốt chiến dịch và cung cấp mọi yểm trợ không giới hạn từ thủ đô Washington DC. Người thứ hai là vị tham mưu trưởng Walter Baden Smith. Còn trên mặt trận đã có tướng Omar Bradley, một người bạn thân và cũng là sĩ quan tốt nghiệp từ trường West Point, và tướng George Patton. Đối với vị chỉ huy lực lượng của nước Anh, tướng Eisenhower không hợp ý với tướng Montgomery, nhưng ông vẫn kính trọng khả năng của vị tướng Anh này. Chiến dịch đổ bộ Overlord đang được chú tính. Sự thành công sẽ tùy thuộc vào tình trạng mặt biển yên tĩnh và mức thủy triều thấp để cho các con tàu đổ bộ lên bờ dễ dàng và nhanh chóng, trong khi bầu trời quang đãng giúp cho các loại máy bay, khu trục và ném bom có thể bảo vệ binh lính dưới mặt đất. Cuộc đổ bộ được dự trù vào ngày 4 tháng 6 năm 1944, nhưng vào ngày 3, thời tiết trở nên xấu đi. Mặt biển nổi sóng lớn và nhiều mây dày đặc trên bầu trời. Gió thổi mạnh từng cơn như gào thét, trong khi mưa nặng hạt quét các lớp nước liên tục. Một trận bão trên biển Channel đã khiến cho kế hoạch đổ bộ phải hoãn lại. Chiều ngày 4, nhân viên khí tượng tiên đoán rằng trận bão sẽ dịu đi vào sáng ngày 6, bầu trời sẽ quang đãng trở lại. Nếu cuộc đổ bộ không bắt đầu vào ngày 6 này, cần phải chờ đợi thêm 2 tuần lễ nữa mới có đủ điều kiện thủy triều thấp. Tướng Eisenhower đã gặp phải một quyết định đau đầu. Ông có thể đưa hàng triệu mạng sống vào cơn rủi ro vì thời tiết. Còn nếu hoãn lại cuộc đổ bộ, lực lượng quân sự của ông sẽ mất hẳn đi yếu tố bất ngờ, bởi vì địa điểm đổ bộ đã được trình bày cho hàng ngàn người biết, và người Đức chắc chắn sẽ biết tin này để mà phản công. Tướng Eisenhower phải có quyết định cuối cùng. Ông tin tưởng ở nhân viên khí tượng, căn cứ vào một tháng theo dõi và các lời tiên đoán. Ông hỏi ý kiến các vị chỉ huy mặt trận và ban tham mưu. Rồi ngày 5, tướng Eisenhower ra lệnh: "Đồng ý, hãy ra đi. Ok, let's go." Sáng sớm ngày 6 tháng 6 năm 1944, một ngày đáng nhớ và được gọi là ngày đi, tức là D-Day. Bầu trời quang đãng trở lại, và sau một ngày tấn công ào ạt các lực lượng phòng thủ của Đức quốc xã, các binh lính đồng minh đã chiếm được một số vị trí then chốt trên bờ biển Normandy. Vào cuối tháng 7 năm 1944, khi các lực lượng Hoa Kỳ đã sẵn sàng tiến về phía thủ đô Paris của nước Pháp, thì tướng Eisenhower lại gặp phải một cuộc bất đồng ý kiến với tướng Montgomery, chỉ huy của lực lượng Anh quốc. Vị tướng của nước Anh này yêu cầu Eisenhower dành cho quân chủ lực Anh hiện đang ở bên cánh trái tất cả tiếp liệu còn lại, để ông ta có thể dẫn quân tiến về phía bắc của nước Đức. Trong khi đó, tướng Eisenhower muốn rằng tất cả mọi lực lượng đồng minh đều tiến tới trên một trận tuyến rộng lớn, với tướng Bradley điều khiển binh lính ở bên phải. Tướng Montgomery lại cho rằng theo cách tiến quân này, tướng Eisenhower sẽ phải kéo dài cuộc chiến tranh. Trong khi đó, tướng Eisenhower lại quan niệm rằng nếu ông để cho các lực lượng Anh một mình tiến sâu vào nước Đức, lực lượng này có thể bị cô lập và bị đánh tan bởi quân quốc xã, trong khi các lực lượng đồng minh lại không giữ vững được các hải cảng có nước sâu. Ngoài ra, tướng Eisenhower nghĩ rằng
cũng khó mà kìm giữ được lục quân Hoa Kỳ, đặc biệt theo tướng Patton, tiến chậm bớt khi đánh về phía thủ đô Paris. Trước mặt thủ tướng Churchill và tướng Montgomery, đại tướng Eisenhower đã nhấn mạnh rằng cần phải duy trì một mặt trận trải dài theo bề rộng. Ông Eisenhower đã quả quyết về điều này bởi vì ông đã tin tưởng vào sự yểm trợ hết lòng của tướng Marshall ở thủ đô Washington DC. Vào cuối mùa đông năm 1944, các lực lượng đồng minh cạn dần tiết liệu. Mặc dù họ có thể đẩy quân đội Đức Quốc xã ra khỏi nước Pháp, nhưng họ vẫn chưa thể tiến sâu vào địa phận nước Đức. Vào tháng 12 năm 1944, quân đội Đức bắt đầu phản công tại miền Ardennes và trong trận đánh Bourget, quân lực của tướng Eisenhower đã đập tan nát toàn bộ lực lượng quân Đức sau một trận giao chiến xuất sắc. Sau chiến thắng vẻ vang kể trên, thủ tướng Anh Churchill muốn rằng tướng Eisenhower tiến quân về thủ đô Berlin và chiếm giữ thành phố này cho đến khi người Nga chịu nhượng bộ về nước Ba Lan và các điều kiện chính trị khác liên quan đến các vấn đề hậu chiến của các nước Đông Âu. Tướng Eisenhower lại nhấn mạnh rằng trước kia đã có các thỏa thuận giữa các chính phủ đồng minh về việc phân chia nước Đức thành các vùng chiếm đóng và chia thành phố Berlin thành các khu vực kiểm soát, trong đó có khu vực thuộc quyền kiểm soát của người Nga. Nếu bây giờ quân lực Hoa Kỳ đánh chiếm thành phố Berlin, số thiệt hại về người có thể lên đến 100.000 lính Mỹ tử vong, rồi sau đó vẫn phải trả lại khu vực đã ấn định cho quân Liên Xô. Ngoài ra, tướng Eisenhower còn tin rằng không thể có quân số đồng minh đủ lớn để tiến vào thủ đô Berlin trước quân đội Liên Xô. Sau đó, tướng Eisenhower đã phái quân lực Hoa Kỳ đánh xuống miền Nam của nước Đức. Sự bất đồng ý kiến kể trên giữa các tướng lĩnh đồng minh đã là một sự việc rất căng thẳng và hiện nay người ta còn tranh luận về quyết định này của tướng Eisenhower. 11 tháng sau ngày đổ bộ lên bờ biển Normandy, nước Đức Quốc xã đã phải đầu hàng không điều kiện vào ngày 8 tháng 5 năm 1945. Ông Eisenhower nhận được một cấp bậc mới là đại tướng 5 sao. Ông được đề nghị thay thế tướng Marshall làm tổng tham mưu trưởng của lực quân Hoa Kỳ. Tướng Eisenhower về hưu khỏi quân đội vào năm 1948 và trở thành viện trưởng của trường đại học Columbia tại thành phố New York. Vào cuối thập niên 1940, phần lớn các quốc gia Đông Âu đều nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền cộng sản do Liên Xô lãnh đạo. Kết quả của sự việc này là các quốc gia cùng với Hoa Kỳ và Canada đã hợp tác với nhau vào năm 1949 để lập nên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Năm 1950, Tổng thống Harry Truman yêu cầu tướng Eisenhower lãnh chức vụ chỉ huy tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu và ông Eisenhower đã vui vẻ nhận nhiệm vụ tạo dựng một đạo quân quốc tế gồm các quân nhân thuộc nhiều quốc gia. Khi được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1952, Eisenhower đã chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tổng thống Dwight Eisenhower cũng thành công trong việc khiến cho nước Áo thoát khỏi cảnh bị chiếm đóng sau Thế chiến thứ hai bởi bốn cường quốc và nền độc lập của nước này được khôi phục vào năm 1955. Tuy nhiên, trong cả hai nhiệm kỳ từ năm 1953 đến 1961, ông đã không tạo nên được các thành tích đáng kể về lập pháp lẫn ngoại giao. Và nhiều người vẫn còn nhớ rằng đây là giai đoạn tương đối yên tĩnh của đất nước Hoa Kỳ. Qua tháng 8 năm 1965, một trận đau tim nặng nề đã không cho phép ông Eisenhower tham dự vào các công việc công ích. Ông thường phải điều trị tại bệnh viện, rồi cuối cùng qua đời tại bệnh viện Walter Reed thuộc thủ đô Washington DC vào ngày 28 tháng 3 năm 1969 vì bị liệt tim. Ông Dwight Eisenhower được chôn cất tại bang Abilene, tiểu bang Kansas. Theo cuộc thăm dò dân ý của viện Gallup phổ biến vào tháng 12 năm 1968, danh tiếng của tướng Dwight Eisenhower không bị suy giảm và ông vẫn đứng đầu danh sách các nhân vật được người dân Hoa Kỳ khâm phục trong những thập niên sau này. Thưa quý vị, không những là một danh tướng trong Thế chiến thứ hai mà ông còn trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Các bạn thấy sao về vị đại tướng 5 sao kiêm tổng thống Mỹ này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống bên dưới phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.